Trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam sẽ là cuộc chạm trán với Malaysia diễn ra lúc 19:30 ngày 16 tháng 11 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây được cho là thử thách lớn nhất của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở vòng bảng. Trước trận đấu này, chúng ta có quá nhiều lợi thế trong tay. Đầu tiên, phải kể đến là khoảng thời gian nghỉ hơn một tuần sau trận thắng Lào 3-0. Thứ hai là việc được thi đấu trên sân nhà. Theo thống kê của thể thao 247.vn, trong suốt 3 năm qua, kể từ năm 2016, đội tuyển Việt Nam không thua khi đá trên sân Mỹ Đình. Malaysia thì không được nghỉ nhiều như thế. Họ thi đấu ngày 8 tháng 11 thắng 1-0 trước Campuchia và sau đó 4 ngày là thắng Lào 3-1. 4 ngày sau, người Mã lại phải thi đấu trên sân Mỹ Đình trong chuyến làm khách đến Việt Nam. Lúc này, Malaysia đang có 6 điểm sau 2 chiến thắng, trong khi đó, Việt Nam mới có được 3 điểm. Theo kế hoạch, đội tuyển Malaysia sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào lúc 14:20 ngày 14 tháng 11. Đội khách sẽ có một buổi tập chính thức trước khi tranh tài với Việt Nam. Chiến thắng là điều mà đội tuyển Việt Nam cần hướng đến vì mục tiêu lấy ngôi nhất bảng. Trong quá khứ đối đầu với Malaysia, Công Phượng đang được xem là quân bài tẩy của huấn luyện viên Park Hang-seo. Cụ thể, trong 3 trận đấu gặp các đội tuyển Malaysia, Công Phượng ghi đến 4 bàn, 4 lần in dấu giày vào các bàn thắng của đồng đội. Ở trận đấu còn lại diễn ra ngày 16 tháng 11, Lào sẽ đấu Myanmar. Sau 2 trận thua liên tiếp, Lào đang rất muốn có điểm số đầu tiên tại giải đấu năm nay. Tuy nhiên, sẽ là rất khó khăn khi họ phải tiếp Myanmar. Đội đã thể hiện được bản lĩnh trong chiến thắng 4-1 trước Campuchia. Sau đây là lịch thi đấu chi tiết các trận đấu tiếp theo của AFF Cup 2018.